Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2013. Chúng tôi hiện đang có mặt tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Hôm nay có một sự kiện đặc biệt là có ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear tới viếng thăm bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như là có cuộc tiếp xúc với những nhiều người trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là ở vùng Washington. Rất nhiều người từ các đại sứ cũng như là các tổng lãnh sự thường khi trước khi nhận nhiệm sở ở Việt Nam cũng như là khi họ quay lại Hoa Kỳ thường hay tới thăm và nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Quân. Cái thông lệ đó nó có từ bao giờ và vì sao thưa bác sĩ? Xin chào anh Vũ Hoàng Lân, phố Bosa TV, và xin kính chào quý khán giả của đài. Thưa anh thì các cái vị đại sứ mà đến thăm chúng tôi đó thì bắt đầu từ thời ông Raymond Burkhardt là ông đại sứ thứ hai, và cái tập tục nó tiếp tục diễn tiến từ đó tới nay, tức là ông Raymond Burkhardt, ông đến ông Michael Marin, rồi ông Michael Mahalak, đến bây giờ là ông David Shear. Ngoài ra các tổ lãnh sự thì phần đông như là ông Fairfax, ông bà mới đây nhất thì là bà Rena Peter cũng mới ghé qua chúng tôi thăm cách đây độ 2 tháng. Vì sao không lại đó trở nên là thường xuyên như vậy thưa bác sĩ? Thưa anh, có lẽ là vì cái liên hệ về làm việc thì chúng tôi làm việc tích cực với Bộ Ngoại giao cả hơn 20 năm nay, và Bộ Ngoại giao họ cũng rất là may mắn là họ cũng có cái niềm tin, thành ra luôn luôn họ nói là các vị tân đại sứ cũng như các vị tổng lãnh sự cũng như là một số các viên chức cao cấp phục vụ tại tòa đại sứ cũng như là tòa tổng lãnh sự đó ghé thăm chúng tôi để mà trao đổi ý kiến trước khi họ lên đường làm việc. Nếu không có gì trở ngại, bác sĩ có thể chia sẻ những điều gì thường bác sĩ trao đổi với lại các vị đại sứ cũng như tổng lãnh sự đó ạ? Vâng, thường thường thì họ hỏi chúng tôi là cái kinh nghiệm mà nên làm cái gì ở Việt Nam, và cái mục đích của những cái mục đích chính của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây, cũng như là cái nguyện vọng của anh em tranh đấu ở trong nước, thì tôi cũng trình bày với họ, và thường thường tôi khuyên họ là cần phải thường xuyên đến thăm hỏi giúp đỡ các cái nhà tranh đấu cho nhân quyền, nhất là các gia đình của các cái tù nhân chính trị, và đừng có lo ngại gì. Thường thường họ lo ngại rằng là nếu họ đến thăm như thế có thể ảnh hưởng đến đời sống hay là sự nguy hiểm của các cái nhân vật đó, nhưng mà tôi nói rằng là không, quý vị đến thăm thường xuyên lại là một cái bảo đảm cho những cái người tranh đấu ở trong nước. Đó là những cái lời mà họ nhắn chúng tôi. Và thứ hai nữa thì tôi cũng khuyên họ nên ba lăng, tức là cân bằng giữa cái sự liên hệ với chính quyền cũng như là liên hệ với các cái phong trào quần chúng, phong trào đại diện cho dân chúng, các cái nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền. Vì tôi nói rằng là cái điều chính về đường dài đấy, nước Mỹ phải đi đôi với dân chúng Việt Nam, phải làm bạn với dân chúng Việt Nam, chứ không phải là giúp đỡ và làm bạn với 15 người của Bộ Chính trị Bộ. Thưa anh, Một sự kiện mới gần đây là chuyến đi của ông Chủ tịch nước nhà nước Việt Nam Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ. Bác sĩ có lẽ cũng đã theo dõi rất sát cái vụ này, thì bác sĩ cho một số đánh giá của bác sĩ liên quan tới chuyến đi thăm của ông Chủ tịch nước Việt Nam, những gì được và những gì chưa được của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ thưa bác sĩ. Vâng, thưa anh, thì theo tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi đó, thứ nhất tôi cũng có được mời vào chia sẻ những ý kiến đóng góp trước 2 ngày trước khi ông vào Bộ Ngoại giao, đóng góp những ý kiến với lại chia sẻ những cái nhận định của chúng tôi với lại cái chuyến đi của ông Sang. Thì chúng tôi có cái nhận định là thứ nhất là quý vị mời một cái người không có thực quyền. Cái thứ hai nữa tôi nói là bình thường ông Sang cũng đã chỉ là một cái chức vụ mà có tính cách đại diện ngồi chơi xê nước tiếp khách, nhưng mà bây giờ cái uy tín của ông đã còn tệ hơn là vì cái sự tranh đấu của ông ấy, tranh giành giữa ông ấy với lại ông Nguyễn Phú Trọng và ông Dũng, thì phe ông Dũng đã thắng thế, thì cái uy tín của ông lại càng xuống nữa. Thành ra cái chuyện thứ hai nữa là nó hấp tấp quá, không có cái toán tiền đạo, không có những cái sự gặp gỡ trước. Và tôi nghĩ là theo dự định của tôi đó, quý vị không hy vọng gì ở cái chuyện mà ông ấy hứa hẹn hay ông ấy tuyên bố cả, là vì rằng là ông không có thực quyền, phải đợi ông ấy về ông báo cáo với lại Bộ Chính trị, 15 người đó, 15 người đó sẽ trả lời quý vị, chứ không phải là ông ấy có thể trả lời ngay được. Và cái nhận định thứ ba tôi nói là đó là một cái sự mà đi không có một cái kết quả gì cả. Một vị nguyên thủ đi mang theo 70 người đi theo,
toàn những chức sắc quốc phòng, kinh tế rồi thương mại chứ, mà không ký kết được một cái gì nó cụ thể cả. Tất cả đều là những cái lời tuyên bố suông. Thì tôi thấy cái đó nó không có giá trị gì bao nhiêu thưa anh. Và cái về phía Mỹ thì họ cần mời ông sang sang đây để nhờ chuyển cho Bộ Chính trị rằng là quý vị không có một con đường nào khác đi vòng quanh cả, muốn trở thành hội viên của phát triển Hiệp hội Phát triển Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, muốn trở thành một đối tác chiến lược của Mỹ, phải không có một đường khác nào khác cả mà phải tôn trọng nhân quyền, phải tôn trọng cái giá trị của người dân như là bà ngoại cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhắn nhủ trước. Phía Việt Nam luôn luôn tuyên bố là không liên kết với một nước nào để mà chống một nước nào khác. Đó là đường lối của họ hiện nay. Theo bác sĩ đánh giá đó, cái liên hệ hiện nay Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ và kể cả Nga nữa, nó như thế nào thưa bác sĩ? Vâng thưa anh, thì cái thế của Việt Nam thì trên đe dưới búa. Việt Nam bị quá nhiều ảnh hưởng của Trung Cộng. Và bây giờ các người ở Bộ Chính trị đã, họ cũng đã tỉnh ra là cần phải có cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, cần phải đi đôi với Hoa Kỳ đó để mà cân bằng cái lực lượng. Và thứ hai đó, nhờ cái Hiệp hội Phát triển Xuyên Thái Bình Dương cũng như là tổ chức ASEAN mà Hoa Kỳ rất có ảnh hưởng, mặc dù không phải là hội viên của tổ chức ASEAN nhưng mà vẫn có cái ảnh hưởng rất là quyết định. Thành ra cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ hết sức là quan trọng. Và Việt Nam phải không có một con đường nào khác. Tôi vẫn nói rằng là phải có một nước dân chủ mới có thể giúp Việt Nam thoát khỏi những cái sự mà đe dọa, những cái sự mà lấn áp của Trung Cộng. Cái thứ hai đó, cái vấn đề liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì với lại Việt Nam, thì tôi thấy rõ là cái thế của Hoa Kỳ đó, họ không cần phải vì Việt Nam mà gây sự chiến tranh với lại Trung Cộng. Họ ở trong cái tư thế rất mạnh, họ muốn rằng là cộng tác, không phải là cộng tác nhiều là đối tác cạnh tranh để mà phát triển. Đó là cái thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Thành ra hy vọng rằng là dựa vào Hoa Kỳ để mà hoàn toàn dựa vào Hoa Kỳ để mà chống đối Trung Cộng hay thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng, tôi nghĩ cái điều đó là cũng là một cái điều vọng tưởng. Cái điều cần nhất là cần phải có dân chủ Việt Nam, cần có sự ủng hộ của dân chúng Việt Nam, cần phải sức mạnh của quần chúng Việt Nam. Cái đó mới là cái nước giúp cho Việt Nam qua khỏi cái sự khó khăn này. Và chúng tôi nghĩ rằng là bác sĩ Quế cũng đã viết một cái bài là People Power You Decide, nghĩa là sức mạnh quần chúng sẽ quyết định. Đi ngoài cái đó là sai. Chúng ta cần tìm những cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, của Nga, của Âu Châu, nhưng mà chúng ta phải dựa vào cái lực lượng của chúng ta trước thưa anh. Nói về việc đó thì nó liên quan tới cái vấn đề là độc đảng hoặc đa đảng. Nhiều người ở bên ngoài này nói rằng là Việt Nam cần phải bỏ điều 4 hiến pháp và cần đa đảng. Ngược lại, phía Việt Nam hoặc là cũng có những dư luận ở bên ngoài này cho rằng là Việt Nam chưa đến lúc có thể đa đảng được, vì nếu đa đảng sẽ có thể gây náo loạn và gây bất ổn về chính trị. Theo bác sĩ thì cái lộ trình tốt nhất cho Việt Nam hiện nay là như thế nào thưa bác sĩ? Thưa anh, cái vấn đề thì hết sức dài. Thế nhưng mà chúng tôi rất là vắn tắt. Chúng tôi nói rằng là nhà cầm quyền cộng sản phải có một cái nhìn khác. Sự thật đa đảng, sự thật đối lập, sự thật trao đổi ý kiến giữa những người khác quan điểm với nhau không mang lại cái sự bất ổn, mà nó mang lại cái sự ổn định hơn, là vì nó làm cho không có những cái sự bức xúc, cái sự chống đối ở trong nước. Thành ra cái mà họ cứ sợ là chung quy là gì? Họ sợ mất quyền hành. Thành ra cái nhận định đó là một cái nhận định sai lầm. Phải mở cửa, phải đối lập, phải nói chuyện với những người yêu nước. Thì lúc bây giờ tình trạng đó của Việt Nam không phải là cái sự căng thẳng hay là cái sự gây rối loạn, mà nó mang thêm sự ổn định. Nhưng mà vắn tắt vấn đề rất dài, tôi sẽ nói về chuyện này sau trong một cái dịp khác thưa anh. Với cái xu hướng hiện nay, chúng ta thấy là với những tuyên bố của hai bên cho thấy là sự quan hệ của hai nước đã nâng lên cái tầm chiến lược toàn diện. Trong cái bối cảnh đó, cộng đồng người Việt ở hải ngoại nên đóng một cái vai trò như thế nào, nên hành xử như thế nào để tốt nhất cho người dân Việt Nam cũng như cho đất nước Việt Nam thưa bác sĩ? Vâng thưa anh, thì hiện giờ là Việt Nam muốn trở thành đối tác chiến lược, muốn nâng cao cái liên hệ giữa hai nước đến một cái tầm quan trọng hơn. Nhưng mà Hoa Kỳ luôn luôn nói rằng là muốn đi làm cái điều đó. Và Ngoại trưởng nói rằng là nếu Việt Nam muốn nâng cái tầm liên hệ giữa hai nước cũng như là nghĩa là trở thành đối tác chiến lược của Mỹ thì Việt Nam phải lo lắng cho nhân quyền Việt Nam nhiều hơn và phải tôn trọng cái giá trị, cái nhân phẩm của đời sống của nhân dân Việt Nam.
còn ra. Thứ hai nữa là ông Kirk Campbell, cựu phụ tá ngoại trưởng của Mỹ, đã đến Hà Nội và nói thẳng rằng là các ông không có đường nào khác cả, các ông không thể đi vòng được. Muốn trở thành đối tác chiến lược, muốn nâng tầng sự bang giao giữa hai nước, muốn trở thành hội viên của TPP, không có một con đường đi vòng, phải có nhân quyền. Và ngoài ra ông Tổng thống cũng đã nói rất rõ trong diễn văn của ông ấy ở Hawaii năm ngoái. Ông ấy nói là gì? Ông ấy nói rằng là phát triển mà không có nhân quyền thì chỉ là một hình thức nghèo nàn khác. Và ông ấy đã nhấn mạnh rằng là lịch sử đã chứng minh rằng là phát triển kinh tế phải đi đôi với nhân quyền. Đó là những cái lời nhắn nhủ rất rõ rệt. Thế kỳ này ông ấy lôi ông sang ra là một cái chuyện là nói thẳng một lần nữa là thôi các ông đừng có đùa nữa. Các ông phải tôn trọng cái đời sống của nhân Việt Nam, các ông phải cải thiện cái đời sống của nhân dân Việt Nam, phải mở rộng cái hệ thống chính trị, thì lúc bây giờ mới hy vọng có sự cộng tác. Tại vì tôi đã nói với chính phủ Mỹ và chính với cái nhân viên dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, nước Mỹ thành lập ở trên cái căn bản một nước tự do, trên căn bản tự do dân chủ và cổ suý cho nhân quyền ở khắp các nơi trên thế giới, cho tự do nhân quyền ở khắp thế giới. Nước Mỹ không thể nào tiếp tục làm bạn với một thằng đồ tể. Nước Mỹ phải, các ông làm như thế là các ông làm mất cái giá trị của các ông. Các ông hạ giá cái nước Mỹ. Thế giới người ta tôn trọng nước Mỹ không phải vì các ông có vũ khí, không phải các ông có hỏa tiễn, mà vì là các ông tôn trọng cổ suý vận động cho tự do dân chủ trên thế giới. Và tôi đã nói và họ cũng đã nhận ra. Anh thấy rất nhiều các cuộc họp báo, rất nhiều các đạo luật, và Bộ Ngoại giao bây giờ cũng đã thay đổi thái độ rõ rệt. Thưa anh, trên thực tế là Việt Nam và Hoa Kỳ đang xích lại gần nhau rất chiến lược như vậy, thì cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung sẽ phải làm những gì trong những trong thời gian tới, thưa bác sĩ? Anh thì chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng là người Việt Nam ai cũng muốn nước Việt Nam hùng cường, ai cũng muốn Việt Nam có tự do dân chủ, đời sống của dân Việt Nam được tôn trọng. Thế nhưng mà cái vấn đề tùy thuộc vào thái độ của nhà cầm quyền cộng sản. Và người Việt Nam ở Mỹ, người Mỹ gốc Việt sẽ không ngồi nguyên. Chúng ta có phiếu, chúng ta có tiền và chúng ta có ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Nếu nhà cầm quyền cộng sản không biết cái chuyện đó thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và cái vai trò quan trọng như tôi đã đọc trong cái bài diễn văn hôm nay, tôi nói rằng là cái đó là rất là critical, rất là crucial role, tức là một cái vai trò hết sức là quyết định trong cái vấn đề bang giao Việt Mỹ. Và vì vậy mà ông đại sứ hôm nay ông đến đây, thưa anh. Thành ra đấy, cái đó là ý kiến của tôi, thưa anh. Cảm ơn anh.